Tiếng. Annyeong. Hôm nay mình quay trở lại với một make up look cực kỳ Hàn Quốc luôn đây. Trong lúc mà ba tê đang không biết làm make up look gì tiếp theo ấy, thì tự dưng nhìn thấy nhà mình có một bình cúc họa mi xinh quá, ngắt ngay vài em, và thế là thành make up look này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng kem lười như là một lớp lót trang điểm. Nói đến kem lười chắc là không ai hiểu lắm, nhưng đây là một loại kem dưỡng da ban ngày và nó có tác dụng nâng tông, nhưng mà mình thường lấy luôn để làm kem lót. Với make up hàng ngày của mình thì mình dùng em này và không cần dùng kem nền luôn. Nhưng mà để cho lên hình đẹp hơn một xíu thì mình sẽ dùng thêm kem nền cho make up look ngày hôm nay. Bởi vì kem lười chỉ có tác dụng nâng tông và dưỡng da nên là độ che phủ cũng không cao lắm, mà mặt mình lại khá là nhiều khuyết điểm. Các bạn có thể so sánh luôn hai bên mặt cùng trắng như nhau luôn á. Sau đây thì mình vẫn cần dùng che khuyết điểm để tạo khối sáng cho khuôn mặt và che đi phần thâm của võng mắt. Sau khi tan đều che khuyết điểm rồi thì bây giờ mình sẽ đến với bước phủ phấn để cho lớp nền mịn màng hơn nhé. Và mình sẽ bắt đầu đánh khối cho khuôn mặt nhỏ gọn hơn. Cũng với sản phẩm này thì mình sẽ lấy một chiếc chổi khác để đánh sống mũi, cho mũi trông cao hơn và nhỏ hơn. Tiếp theo là đến phần make up cho đôi mắt trở nên lung linh hơn rồi. Mình sử dụng chì máy make up, một sản phẩm đến từ brand của Đài Loan. Nhưng mà đây là một sản phẩm kẻ lông mày mình thấy rất là dễ dàng ấy. Đầu bút 2mm siêu mảnh, mình có thể tạo được những sợi lông mày khá là tự nhiên. Mình sẽ xịt một lớp fix để giữ lại một lớp make up mịn màng và lâu trôi. Và sử dụng son của make up luôn. Đây là một loại son kem lì và cực kỳ lâu trôi. Vậy đánh má phải tán rất là nhanh, nếu không sẽ bị bết lại. Sau đó mình sẽ dùng son làm màu mắt luôn. Mình sẽ tan đều màu hồng và lấy một chút màu nâu nhấn vào phần hốc mắt, tan đều theo phiền màu hồng ấy. Tô thêm một chút màu hồng vào đuôi mắt. Sau đó mình sẽ sử dụng một màu nhũ cực kỳ sáng mang ánh vàng, nhấn vào giữa bầu mắt. Đánh thêm vào phần giữa viền mắt dưới. Và sau đó là make up mắt đã gần xong rồi. Bây giờ thì kẻ mắt một xíu nè. Sau khi đã kẻ được đuôi mắt thì mình sẽ kẻ một line mỏng từ đầu đến cuối. Làm như vậy thì đôi mắt sẽ bị trộn, vì vậy mình sẽ tô thêm màu nâu ở trong phần viền mí mắt. Sau đó sẽ kẹp mi và chuốt mi. Chuốt kỹ mi trên và mi dưới sẽ làm đôi mắt trở nên hút hồn hơn rất nhiều. Và sản phẩm của mình dùng là mascara của Maybelline. Cái loại này thì nó tơi và mỏng, thế nên là cũng không lo bị vón cục nhiều quá và cũng không lo sắc nét nữa. Bây giờ thì mình sẽ dùng kích mí lưới. Sau 3 giây thì đã có một đôi mắt to, tròn và đẹp hơn rất nhiều rồi đúng không? Đây là lần đầu mình đánh đôi mắt hồng như này luôn. Và mình sẽ dùng luôn màu son vừa nãy. Mà không hiểu sao một màu son lại có thể tan đều ra hai màu cam hồng một cách hòa quyện như thế. Đôi môi căng mọng thì mình sẽ sử dụng một lớp son bóng. Mà son bóng mình đang dùng thì nó có hạt nhũ rất là to. Và vì thế thì đôi môi sẽ trông lấp lánh và sáng hơn nữa. Và mình sẽ highlight cho khuôn mặt trở nên lung linh lấp lánh.
Và chắc các bạn không thể quên được sản phẩm này, bởi vì sản phẩm này mình dùng khá là nhiều rồi ấy. Trong những clip trước mình cũng dùng rất nhiều rồi. Sản phẩm này không giống những sản phẩm khác là hạt nhũ nó to, mà sản phẩm này nó kiểu hạt nhũ nhỏ mịn xong bám lên da, kiểu sáng tách nhẹ nhàng. Nói nhiều quá, gắn hoa xong rồi. Và bây giờ là make up của mình đã hoàn thành. Vì không được đi chụp cúc họa mi giống như mọi người, nên là mình sẽ tự chụp cho mình lấy vài bức ảnh của mấy bông cúc họa mi thôi cũng được nhở. Và các bạn có thể tham khảo sản phẩm kem lười của make up. Mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Và kẻ lông mày với cả son thì cũng khá là chất lượng đấy, nên các bạn có thể mua ngay ở trên fanpage này. Thông tin của các sản phẩm khác mình cũng để ở dưới luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.